hay không cho các bạn xem thử những hình ảnh của Gâu Rùa 8 nha. Đây là hình ảnh 4K nha các bạn, mình quay 4K 60 frame, chế độ là tốt nhất của Gâu Pro. Đây mình chạy một vòng cho các bạn xem thử như thế nào. Cái hình ảnh của con Gâu Rùa này nó có chất lượng hay không so với quảng cáo nha các bạn. Mình đang chạy trong cái khu dân cư đường Bình Hòa B nha các bạn, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Quay lại những hình ảnh này cho các bạn xem phía trước. Đây là khu chợ Bình Thạnh. Chợ Bình Thạnh nha các bạn. Các bạn xem khu chợ Bình Thạnh này như thế nào. Đường số 1,
mình thấy nó quay trên clip giới thiệu thì cũng luôn cực tốt nha các bạn. Nhưng mà mình bây giờ mình quay thực tế luôn nè các bạn. Đó, hình ảnh mới nhất của con GoPro, chế độ 4K của GoPro nha các bạn. Bạn xem thử nó như thế nào. TV quay lại những hình ảnh này cho các bạn xem thử là con GoPro nó như thế nào, hình ảnh của GoPro này nó như thế nào nha, thực tế của nó như thế nào, mình về mình up luôn trên cái video này luôn nha các bạn. Mình sẽ up luôn trên cái video này để xem nó như thế nào, chất lượng như thế nào, mình không nén không gì hết, để cho các bạn xem và các bạn đánh giá thử là chất lượng video 4K của con GoPro 8 mới nhất của Hero nó như thế nào nha. Đó, rồi. Cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình nha. Đó, những hình ảnh rất đẹp. Mình quay để cho xem được những cái hình ảnh, những cái chất lượng nhất của con GoPro như thế nào. Mình sẽ đi vô một cái con đường vòng nha các bạn. Đây, con đường vòng đây, ví dụ như thế thì hãy vô đây luôn đi. Xem thử như thế nào. Đó, con đường này khá vòng này các bạn, khá vòng này. Thì các bạn xem thử chất lượng hình ảnh của con GoPro này nó như thế nào, có thấy tốt hay không nha. Ồ, các bạn nhìn thấy không? Hình ảnh mới nhất của con GoPro quay lại cho các bạn xem nó như thế nào. Mình đang đi đường vào con đường vòng nha các bạn, vòng để xem thử là GoPro nó chống rung tốt hay không tốt. Đó, các bạn đánh xem video này và các bạn tự đánh giá thử xem thử là con GoPro này chống rung tốt hay không tốt nha. Mình con này mình có gì mua, tối qua có một cái video về tập hợp con GoPro tại cửa hàng luôn các bạn. Bây giờ mình quay con này cho các bạn xem. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn cứ xem và đánh giá thử tình hình nó như thế nào nha, con GoPro này nha. Bye bye. Đi con đường vòng đó các bạn, đường vòng nó sẽ coi được là con GoPro này nó tốt hay không tốt, nó như thế nào, khá vòng luôn các bạn.